Good afternoon cả nhà ơi, cả nhà ơi. Cindy có một cái vui vui nhỏ nhỏ muốn quay chia sẻ cả nhà. Là Cindy ở cái thành phố Sunnyvale này ngày xưa cách đây 15 năm, mà Cindy không biết là cái thành phố này nữa, nó cũng có một cái downtown rất là đẹp cả nhà. Hôm nay thì đi guest job á, cho nên lại lái xe đi lang thang sau cái vô cái find out ra là nó có một cái downtown của thằng Sunnyvale. Thì downtown thường là nó có một cái chỗ đặc biệt là đường một chiều, một đường lên một đường xuống, và cũng giống như cái kiểu downtown là nơi mà người ta tụ họp ăn uống vui chơi đó cả nhà. Thì bao giờ nó cũng có những cái hàng quán và những cái quán bar. Thì Cindy đang đứng ở Murphy Station, nó là tên của một cái khu downtown ở Sunnyvale. Thì muốn quay cho cả nhà mình xem chơi nha. Tại vì thật sự ra đường xá ở Mỹ thì ở đâu cũng giống nhau hết, mỗi city, mỗi mỗi downtown nó đều y như nhau hết. Chỉ khác có cái là dân giàu dân nghèo thôi, cho nên là quay phim cho cả nhà mình coi cho biết ở đất Mỹ này nó như thế nào nha. Ok, giờ bây giờ mình đi nè. Đó, nó hơi cổ kính đó mọi người, Sunnyvale này nó hơi cổ kính. Trước mặt Cindy đó là K-pop. K-pop này nó giống như là đồ ăn của cái tụi Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập tụi này nọ đó mọi người. Mọi người thấy không, nó rất là cũ kỹ, mấy cái chỗ những cái shop chứ nó không có mới. Khu này mắc tiền lắm đó nha cả nhà, hair nail đó, mắc tiền lắm. Và cái khu Sunnyvale này hầu như là Korean nhiều nha mọi người, Korean rất là nhiều. Một anh chàng đẹp trai cắt tóc qua cái cửa kính thì ngó ra thấy Cindy. Giờ này nó là 3:30 chiều rồi cả nhà, cho nên nó đây là một cái quán đồ ăn Thái. Thái thì nó chỉ có những cái món giống như là đu đủ, salad, babaya, rồi bát Thái, curry. Cái tiệm này cũng có vẻ khá lâu đời ha. Bây giờ là 3:00 mấy chiều cho nên hơi vắng nè cả nhà ha. Buổi tối thì những cái đào thào này rất là vui, đây là người ta bỏ bàn ăn ngoài đường, và có những cái bar nhỏ nhỏ nó có chơi nhạc, nó sôi động lắm. Và giờ này thì giờ trưa, chưa có ai đi đâu, giờ này người ta còn đi làm mà, ai người ta đi ra ngoài đào thào với ông ba, và chỉ có Cindy thôi. Đó, chiều tối vui lắm. Đây là một cái quán Italy ice cream. Đồ ăn của Ý thì có spaghetti nè, salad nè. Đây, mấy anh chàng này quán bar ngoài đường. Wow, hôm nay là lần đầu tiên mình Cindy phát hiện ra cái downtown. Hồi xưa Cindy ở đó không có biết đâu nghe cả nhà. Cái salon Trident này là của người Ấn à, họ Việt Nam mình nó gọi là gì cả nhà, Việt Nam gọi là salon mặt á. Người Ấn là người ta thích cái chuyện mà xe lông mặt lắm, xe eyebrow á. Thì Cindy có hỏi người ta là tại sao mà người Ấn không thích quát eyebrow mà lại thích xe. Thì người ta nói xe nó thì cái độ mọc lại nó lâu hơn, tại vì xe là nó giật tận gốc của cái lông mày, và khi mà nó ra đó mọi người, nó ra cái lông mềm hơn. Thì người Ấn giải thích cho Cindy vậy đó mọi người. Và bây giờ thì cái vùng Sunnyvale này mọi người biết không, Ấn Độ qua đó ở nhiều lắm, Ấn Độ giàu lắm cả nhà ơi.
Ấn Độ là họ giỏi về vấn đề IT phần mềm á, kỹ sư làm 100 mấy chục ngàn một năm, cho nên vùng Sunnyvale này hầu như bây giờ á, hồi xưa thì tàu với lại Korea, bây giờ tàu nó bán, Korea nó bán nó đi, cho nên cái đám Ấn nó vào cũng nhiều lắm. Đó, cái bữa nữa là chung cư lên ở đây, bên kia là cái nhà hàng AMC. Hàng quán nhiều quá, mà Cindy không dám đứng, đứng sợ hồi đụng mẫn quyền nhạc. Lucky Shoot Pizza. Đó, bắt đầu nam thanh nữ tú ra rồi đó cả nhà. Bắt đầu mấy giới trẻ người ta đi ra đường rồi đó. Ở đây là quán ăn của Sydney, coi cái này hình như quán ăn giống của Tàu hay Nhật gì đó. Theo Sydney nghĩ là quán ăn của Nhật thì đúng hơn. Đúng rồi, quán ăn của Nhật. Hello, Chimogi, trà sữa. Mấy cái này thì, mấy cái này thì giới trẻ mê lắm. Đồ ăn Mỹ thì đơn giản mọi người. Đồ ăn Mỹ thì hamburger, cheeseburger, khoai tây chiên, bò bistec. Yeah, đơn giản. À, cái này là quán ăn của người Ấn, Indian. Đây. Đây là curry, cái bánh. Lúc nào cũng có cái bánh này á để chấm. Bên kia là quán nướng. Quán nướng bề trời mà Cindy thấy chưa có ai hết. Nhìn vô màn hình thì đẹp lắm cả nhà. Mà Cindy không biết ở ngoài thì sao. Đây là cái quán club. Anh chàng đẹp trai thấy Cindy quay đưa tay, người Mỹ họ rất là tự nhiên, họ thấy mình quay á cả nhà. Bên kia quán bar, nói chung là cái khu vực quán bar hơi bị nhiều. Người Mỹ mà họ thấy mình quay là họ say hello. Ô, quán kem Ý gì lá trò, kem này ngon cả nhà, béo. Cindy mấy bữa nay ăn ngọt nhiều quá. Quán kem trang trí vậy thôi, mấy bữa nay ăn ngọt nhiều quá rồi cả nhà ơi. Ồ, ở đây có cái nhà sách. Đây là quán bia Happy Hour giảm giá. Happy Hour giờ vui vẻ giảm giá.
chuẩn bị chơi nhạc ở đây. Buổi tối vui lắm á cả nhà. Nói chung là Cindy được con cái là bây giờ cũng rảnh á cả nhà. Mấy ngày nghỉ thì mình đâu còn bé Bi nhỏ nữa đâu. Cho nên mình rảnh á, mình đi tùm lum tà la. Và cũng phát hiện ra nhiều cái vui. Mọi người biết không, hồi sáng này Cindy đi nhà băng. Cindy bỏ tiền, Cindy gặp được một fan của kênh của Cindy, chị dễ thương. Chị ở ngoài, chị gặp Cindy, chị ôm chầm. Chị nói, phải em Cindy không? Chị coi phim của em từ cái kênh của Cường đó. Thì cũng có đứng lại nói chuyện với chị chút xíu. Thì chị nói là chị thích em làm về những cái đề tài nói về cuộc sống ở Mỹ. Nói chuyện cũng cỡ 10 phút á, hai chị em mới chia tay. Thì làm YouTube nó cũng có cái vui là mình được người ta thương, người ta ái mộ. Và đây là mấy lần rồi đó, Cindy đi mấy cái mò Việt Nam cũng gặp mấy chị. Mấy chị nói, ô Cindy, Cindy ở ngoài cũng y hệt ở trong phim, trẻ hơn trong phim. Cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Được mấy chị thương, ưu ái đó. Thì rất tiếc là giờ này tao chuẩn bị hát hò gì đây. Mấy cô nàng đeo hoa trên đầu. Bên kia thì mấy anh chàng chuẩn bị nhạc cụ treo lên chuẩn bị buổi tối. Xin đề nghị buổi tối ở đây vui ạ. Ở sân xe của Cindy ở nó cũng có đau thao. Nói chung là thành phố nào cũng có đau thao hết đó mọi người. Đau thao là nơi mà giống như bộ đại diện của bộ mặt của cái Cindy đó, là nơi người ta tập trung. Cũng có những nơi người ta làm những cái văn phòng, những cái hội đồng giúp đỡ những cái người sống ở trong cái khu vực đó. Cũng cái shop này bán cigarette á, xin thì không dám vô, đi qua chút xíu thôi. Mấy anh chàng ẩn chịu khó lắm, chịu khó thời gian sau này có bằng giỏi giàu lắm. Xin thì mới đi qua một cái bar có game, có bia, có rượu, đánh trống ầm ĩ, không dám đứng nhiều. Đứng nhiều sợ bị dính băng quyền. Đây là những cái chương trình người ta giới thiệu nè cả nhà. Và hy vọng rằng cả nhà mình được thấy thêm được những cái cảnh cuộc sống của Mỹ ở những cái series khác nhau nha. Đó, nó giới thiệu performance. Dạo gần đây thì người Mỹ đã biết để dành, đã biết xem money rồi đó mọi người. Hồi xưa là không có đâu nha, lãnh cái chích lương nào ra là xong cái chích lương đó. Ngày thứ năm là đến, làm từ thứ hai cho tới thứ năm. Và thứ sáu là ba rượu bia nhảy nhót đó. Mọi người thấy họ ra ngoài đường họ ngồi họ enjoy á, nhiều khi họ không kiếm gì nhiều đâu cả nhà. Họ kêu chừng một dĩa mực chiên, một dĩa mực chiên hay là một dĩa khoai tây chiên rồi gì đó. Họ nhâm nhi á, với bia với rượu, ngồi với bạn. Và đời sống của Mỹ thì dễ dàng bồ bịch với nhau lắm, chỉ cần vô quán bia xong rồi cái nói chuyện nhau đá lông nhèo chút xíu là có thể dẫn nhau đi hotel. Đàn ông hay đàn bà gì cũng vậy, họ không coi vấn đề gọi là đạo đức, vấn đề tình dục là quan trọng, thích là họ chơi thôi. Và có đôi khi đối với họ ngủ với nhau một bữa qua ngày hôm sau không biết nhau là gì nữa, chứ không phải bắt phải có trách nhiệm và ràng buộc như người Á Đông. Và đây là cái khu
parking free. Người ta đậu xe ở đây. Thì khu vực này á, nó cũng không có phải là lớn lao gì cho lắm mọi người, nhỏ nhưng mà cũng đủ để người ta giải trí. Và xin đi bước thêm một bước nữa ra ngoài này cho cả nhà mình xem cái nhà cửa đời sống dân trí. Đây là mấy cái cột mà bây giờ nó chạc cho xe điện nè cả nhà. Đào thao thì như vậy thôi. Và thường đào thao thì là đường số nha cả nhà, ít có nêm lắm, đường số. Đó. Ở đây là mấy cái apartment cao cấp. Nhưng được con cái là ở Mỹ dù ở đâu thì cũng sạch sẽ, vệ sinh ngăn nắp và yên bình lắm mọi người, không có ồn ào. Và xin đi nói lời bye bye cả nhà mình với video clip ở đây nha. Hẹn gặp mọi người trong những cái video clip kỳ sau. Xe bus cho mọi người, xe bus công cộng thường đắp bồi đôi như vậy là có một người, người ta cũng chạy, chính phủ họ trả tiền, họ khuyến khích cho cái vấn đề public công cộng đó mọi người. Nhưng mà hiện tại thì bên Mỹ người ta vẫn chạy xe của người ta nhiều, bởi vì đường xá rộng mọi người, đường xá rộng, kinh tế thì làm có tiền. Trung bình một người mà kỹ sư ở Cali này á, là mức lương trung bình là 10.000 tháng, cho nên đối với họ thì họ có tiền mắc mấy gì, họ phải đi xe bus. Những cái xe bus này là dành cho những cái khu giống như New York nè, những cái khu mà đường xá chật chội và những cái khu phải nói là có mức độ dân cư nghèo làm ra tiền. Ở đây thì mọi người thấy không đó, anh chàng đẹp trai băng qua đường là Mỹ trắng đó. Khu Sunnyvale này Mỹ trắng cũng rất là nhiều, và sau đó là Ấn Độ. Xin đi bye bye cả nhà, gặp lại cả nhà trong những clip sau.